Xin mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Minh ở Quỳnh Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Minh có về một số phô mai hoành to nè, để một khối ha, bếp luôn, nhiều dáng thế. Cây này khá to nè quý vị, được cây ha. Giá thì không nghĩ, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Minh ha. Rồi, chào chị. Chào anh Tâm. Dạ, em xin kính chào cô chú đam mê mai vàng trên toàn quốc ạ. Dạ. Em tên là Tuyết Minh, em ở chợ gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Dạ, hôm nay em có về một lô phôi gồm 29 cây, em muốn giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn ạ. Hình thức của em là vẫn là bao ship bao sống toàn quốc nha anh chị. Số điện thoại là của em là 0368783640, cũng là số Zalo nha cô chú anh chị ơi. Rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip ưng cây nào ủng hộ em ha anh chị. Dạ rồi, em bắt đầu vô cây số 1 luôn nha anh chị ơi. Cây cành điều nè. Dạ, mai hôm nay là giảo Thủ Đức nha anh chị. Em dao động từ 5 đến 12 cánh luôn. Rồi, chiều cao là 85. Hoành thân là 18,5. Rồi, 18,5. Nơm ha anh chị, đế nơm. Rồi, đế nơm là 74 nha anh chị. Cụ đế ha. Cụ đế là 74. Rồi, cây số 1 này em giao lưu 700 nha anh chị ơi. 700 700 ba ship luôn, mã số 1. Rồi, tiếp tục lên một em số 2. Dán trực luôn ha anh chị. Dán trực. Số 2 với số 1 là một cặp rất là đẹp luôn. Trong quá trình xem anh chị mình ưng cái nào cứ alo em ha anh chị. Rồi cây này chiều cao là 90. Hoành thân đo chỗ này ha. 20 hoành. Rồi xích xuống đây một chút nữa là 23. Rồi này nơm nguyên cái nơm mà đế của nó là 97. Rồi số 2 này em cũng giao lưu 700 luôn nha anh chị. 700 hả? 700 bao ship luôn. Rồi, tiếp tục là cây số 3. Em này lắc lượng luôn nè, nơm rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi chiều cao em này là 30. Hoành thân, hoành thân 25 anh chị ơi. 25 ôm nồi đế. Rồi nồi đế là 107. Rồi hoành 25 luôn. Rồi cái này em giao luôn 1,1 triệu nha anh chị. Rồi 1,1 triệu. Mã số 3, 1,1 triệu bao ship luôn. Cây đế vip nè. Tiếp tục lên cây số 4. Bonsai lắc lượng. Rồi này bonsai lắc lượng luôn. Rồi chiều cao là 80. Hoành thân là 19,5. Rồi số 4 này em giao lưu 650 anh chị. Rồi. 650 bao ship luôn. Tiếp tục là cây số 5. Em lắc lượng, đế đế rất là đẹp luôn. Chiều cao 70. Hoành thân là 19. 43. Rồi cái này em giao lưu 600 nha anh chị. 600. 600, quá đẹp luôn anh chị ơi. Xem mà ưng cây nào ủng hộ em ha anh chị. Rồi thêm một em lắc lượng luôn. Chiều cao là 55. Hoành thân em này là 20,5. Rồi cái này em giao lưu 700 nha anh chị. 700. 700 bao ship luôn. Tiếp tục lên mã số 7. Chiều cao là 67. Hoành thân 23. Rồi cái này em giao lưu 900 luôn anh chị ơi. 900 bao ship luôn. Tiếp tục là cây số 8. Rồi chiều cao là 40. Em này nó u nần đó anh chị. Hoành thân là 24,5. U nần, u cục luôn à. Rồi số 8 này em giao lưu 900 luôn nha anh chị. Rồi 900. Hoành to nha nhỏ. Tiếp tục lên mã số 9. Chiều cao là 44. Hoành thân là 18. Rồi số 6 này em giao lưu 500 luôn anh chị ơi. 500 bao ship luôn.
Tiếp tục cây số 10. Cây này nơm quýt với anh chị, rất đẹp. Chiều cao là 90. Hoành thân là 19,5. Nào cái củ đế. Củ đế 52. Củ đế ha, bếp. Dạ. Rồi cái này em giao lưu 800 anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 11. Dáng trực luôn. Chiều cao là 67. Rồi hoành thân em đo ngay vị trí này nha anh chị, 26 hoành. Bảy đấy ha. Rồi số 11 này em giao lưu 800 anh chị. 800. Tiếp tục cây số 12 em dán trực nha anh chị. Rồi, dán trực. Dán trực luôn. Đấy nó bàn rất là đẹp. Chiều cao là 66. Rồi hoành là 24,5. Rồi cái này em giao lưu 700 luôn anh chị. 700. Cho một em dán trực mã số 12 luôn. Rồi một em trực lùng lực nữa nha anh chị. Chiều cao là 54. Hoành là 28 anh chị. 28 hoành. Rồi cái này em giao lưu 900 anh chị. 900. Mã số 13 900. Tiếp tục cây số 14 em trực luôn. Chiều cao là 76. Hoành thân là 24,5. Rồi 14 này em giao lưu 700 luôn anh chị. 700. Tiếp tục là mã số 15. Rồi, em này lùng lực nha anh chị. Giờ mình để nguyên thủy chơi cũng được, ghép thì nó cũng rất ok nha anh chị ơi. Chiều cao là 60. Hoành là 29 yếu xíu nha anh chị. 29 yếu xíu. Rồi cái này em giao luôn 1,1 triệu luôn anh chị ơi. 1,1 triệu. Cho em dán trực luôn. Tiếp tục một em dán trực mã số 16. Rồi em này chiều cao là 67. Hoành thân là 23. 23 hoành. Rồi cái này em giao lưu 500 luôn. Rồi, 500. Tiếp tục mã số 17. Rồi cái này chiều cao 60. Hoành thân 21. 21 hoành. Rồi cái này em giao lưu 900 anh chị. 900. Bộ đế quá cỡ đế luôn. Tiếp tục cây số 18. Đây này, cao. Dán trực quá đều luôn chị. Chiều cao 1,07 m. Hoành thân 22. Rồi cái này em giao lưu 1 triệu nha anh chị. 1 triệu. Triệu bao ship luôn. Đế quá cỡ đế luôn anh chị ơi. Tiếp tục mã số 19. Chiều cao là 92. Hoành thân 16,5. Rồi cái này em giao lưu 550 luôn. 550 mã số 19. Tiếp tục cây số 20. Này nó ra cái bông chùm nè anh chị. Rất là dễ thương luôn. Rồi chiều cao là 85. Hoành thân em này 19. Bộ đế quá đẹp luôn nha anh chị. Này nó giống như tựa cái trái bí ấy, anh chị. Dạ. Hoành thân là 19 rồi, cái này em giao lưu 800 nha anh chị ơi. 800. Rồi tiếp tục mã số 2. Ok, nãy là 20, cây này 21. Rồi chiều cao là 62. Hoành thân 27,5. 27,5 cây này đế whip quá, whip luôn. Em hạo cái nồi đế nha anh chị, cái nồi cái cũ. 63. Rồi cái này em giao lưu 1,3 triệu nha anh chị. 1,3 triệu. 1,3 triệu bao ship luôn. Em này đế quá lực luôn anh chị. Đế nó quá đẹp quá nè. Chiều cao là 85, mã số 22 nha anh chị. Chiều cao 85.
Hoành thân 23. Đế này anh chị giống như tựa tựa như cái móng móng của con gì nè. Tựa tựa hình, hình thú đẹp lắm anh chị. Rồi hoành 23 luôn. Rồi cái này em giao lưu 1 triệu mốt nha anh chị ơi. 1 triệu mốt. Triệu mốt bao ship luôn. Mã số 22. Dạ. Tiếp tục là cây số 23. Em này dáng lông lắc lượng quái quái anh chị. Nhìn nó cũng rất là đẹp, đế nó cũng quái quái luôn. Rồi chiều cao con này là 87. Rồi hoành thân đo ngay vị trí này ha anh chị. 16 hoành. Rồi 16 hoành, cái này em giao lưu 700 nha anh chị. Đế nó cũng đẹp quá đẹp. Rồi tiếp tục lên hạt mã số 24. Cái này dáng trực đẹp quá anh chị. Tay cành đều, chiều cao 1m1. Hoành thân là 20 rưỡi, gần 21 yếu một xíu nha anh chị. 21 yếu một xíu luôn. Rồi cái này em giao lưu 800 luôn. 800. Thiên rồi. Rồi tiếp tục mã số 25. Cây này cũng quá đẹp luôn, 25. Dáng trực, chiều cao là 1m08. Rồi bông là bông chùm trong thân luôn rồi ta. Đẹp chưa? Hoành là 25. 25 hoành. Rồi cái này em giao lưu 1 triệu nha anh chị. 1 triệu. 1 triệu bao ship luôn, mã số 25. Tiếp tục là số 26. Chiều cao 1m. Dáng trực tay cành đều luôn, đế trải đều rất đẹp nha anh chị ơi. Rồi hoành thân là 22 hoành. 22 hoành, mã số 26, cái này em giao lưu 800 anh chị. 800. 800. Tiếp tục là cây số 27. Trực luôn. Dáng trực luôn, tay cành đều nha anh chị. Chiều cao là 1m. Hoành thân là 20. Rồi 20 hoành, cái này em giao lưu 700 anh chị ơi. 700. Mã số 27, 700 luôn. Quay để đất trung tâm, cây này quá to. To quá, lên lớn nổi anh chị ơi. Chiều cao là 74 ha. Rồi chỗ này đi nha. Hoành thân. Hoành thân ngay đây là 36. Để em đo luôn cái khúc trên này một xíu. Khúc trên này là 31. Rồi, để nội đế. Rồi nguyên cái bầu đế nó, bầu đế nó là 70 nha anh chị. Bầu to chất lượng ha. Bầu to chất lượng luôn. Nguyên cái bầu đế. Rồi đế là 85. Rồi 36, 35 hoành đi anh chị ơi, tính 35 thôi. Bốn mặt luôn. Rồi bốn mặt luôn. Rồi cái này em giao lưu 2 củ 8 nha anh chị. 2 triệu 8. 2 triệu 8 bao ship luôn. Này có cái này nó muốn lên xù quá Tâm. Cái nhánh nó muốn lên xù quá trời nặng anh chị ơi, đinh không nổi luôn. Đó này muốn lên xù luôn. Rồi cây mã số mấy vậy? Rồi mã số 28 nha anh chị. 2 triệu 8 em bao ship luôn ha. 35 hoành gần 36 nha anh chị ơi. Rồi tiếp tục lên cây mã số 29 là cây cuối clip anh chị. Rồi chiều cao là 69. Hoành thân em này là 29 rưỡi. Rồi tính 29 nha anh chị. Để em đo nồi đế luôn. Rồi đế này là 60. Rồi này 29 rưỡi hoành luôn. Rồi này em giao lưu 1 triệu rưỡi anh chị. 1 triệu rưỡi bao ship luôn. Rồi trong quá trình xem ưng cái nào cứ alo em anh chị. Dạ. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị mình ủng hộ em ăn clip vừa qua ha. Dạ. Rất mong cô chú anh chị xem em ủng hộ em những clip kế tiếp ạ. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.